Má khui canh mật tháng 3, mật má thơm ngon lắm. Dạ. Nào, giờ má khui nghe. Thơm quá. Mật thơm ngon, mật máu mà không thơm con. Chù, đã ghê không? Wow, đã. Chị dính dưới đất nha. Rửa chưa? Em mới mặt đẹp nữa, mê thích thở lọ luôn á. Ừ, bếp này đúng là mực tư nó khác đúng không? Chờ lâu có người ta bán mực lâu lát lâu lơ rồi, bây giờ nhà mình mới có mực ngon. Giờ mình lựa mà, còn người ta đâu có lựa, người ta có nào người ta bán ở đó, mình lựa ngon mình mới bán. Người ta chờ mực không? Ai mà thích mực ngon thì chờ thử cô ba. Có mực ngon mới like mới bán. Xem. Trời, đá không?